Let's go! Oh! Oh. Mm. Wow. Wolfoo không có trong đó đâu. Thật là chán quá đi. Chơi trốn tìm không các cậu. Được, đồng ý. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nào chúng ta cùng xem Wolfoo sẽ trốn ở chỗ nào đây. Ái chà, Wolfoo định dùng kế đánh lạc hướng ư? Wow, vậy là kế hoạch của Wolfoo đã thành công mỹ mãn. Bắt cậu. Chào các. Các cậu, lại đây. Ôi bác ngựa ơi, giúp cháu bé ạ. Ôi, Piggy lo rằng Wolfoo đã bị hút vào ống thoát nước. Wolfoo bị hút vào đây rồi ạ. Cháu đừng lo. Chiếc lỗ này để hút nước bẩn trên bề mặt bể bơi mà thôi. Nó không thể hút người vào được đâu. Guppu, lại đây nào. Vật cháu để ở đây đã chặn chiếc lỗ lại rồi. Và nó làm nước bể bị ô nhiễm. Tuyệt. Cháu đã thấy tác hại của nó chưa? Kể từ giờ cháu sẽ không làm vậy nữa đâu ạ. Giỏi lắm. Lucy, em đâu rồi? Lucy mất tích. Lucy, em không trốn được đâu. Chà, để xem liệu Wolfoo có thể tìm thấy Lucy không đây. Wolfoo. Phần em nữa đây. Nhưng con không tìm thấy em ở đâu ạ. Lucy, tới ăn bánh nào. Lucy, Lucy, con đâu rồi? Lucy vẫn nhất quyết không để lộ chỗ trốn của mình. Lucy, Lucy. Ôi trời, Wolfoo cho rằng Lucy đã bị bắt cóc. Ôi không, mày mau đi báo cảnh sát. Con sẽ đi hỏi mọi người à. Nhưng thật không may, ở trong tủ quần áo, Lucy vẫn chẳng hề biết gì. Bác Châu, Lucy mất tích rồi ạ. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cháu. Em có sao không? Anh đã tưởng em bị bắt cóc. Đừng làm vậy nữa nhé, Lucy. Mẹ đã rất lo. Con xin lỗi. Băng chuyền em bé robot. Wow. Ôi, Jenny thật là dễ thương. Ước gì tớ cũng có em dễ thương như Jenny đây. Cậu tạo ra được tên em bé không? Được. Yeah. Ta-da! Wow. Các bạn nhìn kìa, Alien có thể tạo ra những em bé robot gần giống với Jenny. Ta biết, nhưng nào chúng ta cùng xem những em bé robot này có thực sự giống với Jenny không đây. Wow. Em bé robot này không giống với Jenny chút nào cả. Ôi không, tại sao lại như vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy? Nhưng em bé robot này chẳng giống với Jenny chút nào ạ. Robot không thể giống con người vì chúng không có cảm xúc như chúng ta nhé các. Con đã hiểu rồi ạ. Chúng ta không cần robot Jenny nữa đâu. Chơi với Jenny thật vui hơn nhiều. Thử một ngày làm mẹ. cũng sướng thật đấy. Ái chà, Wolfoo đang ghen tị với mẹ đây mà. Wow. Trên phố có cửa hàng mới khai trương. Cùng đi mua sắm đi. Được. Ôi, trông ngài mẹ thật sánh điêu. Đi nào. Ước gì mình là mẹ thì tốt. Con chắc chứ? Sẽ thế nào nếu con trở thành mẹ nhỉ? Nào để xem, một ngày thử trở thành mẹ của Guppu sẽ có những điều gì thú vị đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, nấu đồ ăn sáng cho con đi à? Được. Ồ, Guppu có biết nấu ăn đâu. Mẹ ơi, con muộn học rồi ạ, không kịp ăn nữa đâu. Được. Và công việc gói hoa cũng không hề dễ dàng. Sao trông bó hoa này xấu thế? Tôi không lấy nữa đâu. Ô là trời, một ngày của mẹ không hề nhàn nhã như Guppu nghĩ. Mẹ ơi, con đói bụng. Ôi, sao nhà bẩn thế mẹ nó? Thì ra là mẹ lại vất vả và tất bật như vậy. Không phải lúc nào mẹ cũng thư giãn đâu. Bố con mình nên giúp mẹ nhé. Vâng ạ. Trở thành bố mẹ có sướng không? Lucy, có chuyện gì vậy, Lucy? Anh Guppu, lấy cho em cái bánh đi mà. Anh đang học bài, em tự ra lấy đi. Hả? Hả? Ôi không! Tốt lắm, con trai. Ôi không! Cảm ơn con, Guppu. Vâng ạ. Anh Guppu chỉ toàn giúp bố mẹ thôi bác ạ. Ước gì cháu được làm bố mẹ. Cháu có muốn thử chơi trò nhập vai làm bố mẹ không? Có. Wow, trò này có gì thú vị? Cùng Lucy khám phá nhé các bạn ơi. Wow. Nào để xem, trở thành mẹ thì có sướng như Lucy nghĩ không ta? Mẹ ơi, mẹ dạy con mấy bài toán này được không? Nó khó quá à? Ô là trời, những phép toán này khiến Lucy hoang mang vô cùng. Vậy còn trở thành bố thì sao nhỉ? Bố nói. Ôi không! Trông này. Trời sắp mưa rồi đó. Anh sửa lại mái nhà được chứ? Ôi, việc này khó lắm đấy. Ôi không! Ôi không! Bố mẹ rất vất vả cháu à. Vậy nên Wolfoo mới cố gắng giúp bố mẹ. À, vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cũng sẽ giúp bố mẹ. Ôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bệnh nhân robot. Wow, đây chính là món quà bố mẹ tặng sinh nhật Piggy. Vô cùng xịn sò luôn. Cùng vào lấy thêm đồ ăn đi. Ôi không! Và thế là robot đã bị hỏng mất rồi. Pando phải làm thế nào bây giờ? Đồ ăn đến rồi. Trời, Piggy mà biết chuyện vừa nãy thì sẽ giận Pando lắm đấy. Ăn thử đi, cái này ngon lắm. Trời, Pando chối tội và đổ lỗi cho Piggy. Thử để bác sĩ robot kiểm tra nó xem sao. Wow, bác sĩ Guppu thật ngầu. Nhưng để xem cậu ấy có thể chữa trị được cho robot không. Tôi đã cố hết sức. Đây là món quà vô cùng quý giá đối với Piggy. Liệu rằng có cách gì khác để sửa chữa không nhỉ? Sao chúng mình không nhờ tiến sĩ mèo nhỉ? Bác ấy có thể giúp được. Nhưng mấy cháu đã làm gì nó thế? Cháu có làm gì đâu bác. Cánh tay robot từ dụng bác à. Là lỗi của cháu à? Không sao đâu, bác sửa được. Tớ xin lỗi, Piggy. Cháu biết sửa sai như vậy là tốt rồi, Pando. Cháu cảm ơn tiến sĩ mèo. Mời bệnh nhân tiếp theo. Bác sĩ Wolfoo. Còn cần phải đi gặp bác sĩ thôi, Lucy à. Ôi nhìn kìa, Lucy đang sợ đến gặp bác sĩ. Wow, Wolfoo có ý tưởng gì vậy? Cha, thì ra là Guppu muốn Lucy tưởng tượng gặp bác sĩ cũng không đáng sợ lắm đâu. Wow. Đó, Nancy có sao đâu Lucy. Nhưng ôi không, Pando đã phá hỏng kế hoạch của Guppu rồi. Anh đau không ạ? Trời, lần này thì Guppu sẽ làm gì đây? Lucy! Hả? Dũng cảm như siêu nhân đi nào Lucy. Tôi đã sẵn sàng. Wow. Wow. Con vào đây ạ. Wow. Bạn nhỏ thấy chưa? Gặp bác sĩ có làm sao đâu nào. Kể từ giờ con không phải sợ vào bệnh viện nữa rồi mẹ ạ. Giỏi lắm. Khi mẹ đi vắng. Guppu ơi! Wow! Đây chính là hồi Guppu 3 tuổi! Trông bạn ấy đáng yêu làm sao! Mình sang nhà Pando chơi đi! Con ở đây chơi với Pando nhé, Wolfoo. Hôm nay mẹ phải đi bán hoa ở hội chợ. Không, mẹ ơi, mẹ đừng đi, ở đây với con. Mẹ cháu sẽ về sớm thôi mà. Ui da, đau quá. Tôi nghĩ phải đưa Wolfoo đi tiêm. Không, con khỏi rồi ạ. Chà, kế hoạch giả đau để níu mẹ ở lại của Guppu bất thành rồi. Ôi chào, lúc này Guppu chẳng còn tâm trạng để mà chơi. Và cậu ấy chỉ muốn mẹ ở đây mà thôi. Ôi trời! Bình tĩnh đã, hãy thử hít một hơi thật sâu nào. Giờ kể cô nghe. Sao mẹ cháu vẫn chưa về à? Chắc chắn mẹ sói cũng nhớ cháu lắm, nhưng mẹ phải đi làm kiếm tiền. À, cô có ý tưởng này. Hy vọng hôm nay hết hàng sớm để mình về nhà với Guppu. Cháu hiểu rồi cô ạ. Từ giờ cháu hứa sẽ ngoan. Các bạn ơi, chúng mình hãy thông cảm cho công việc của bố mẹ nhé. của mẹ ngoan quá đi. Mẹ sẽ về sớm thôi Lucy. Người dọn dẹp nhí. Đồ anh bắt được bọn em đấy Piggy. Hả? Mau dọn đống bừa bộn này đi. Ơ kìa, Piggy trốn đâu rồi nhỉ? Nghe mày nói gì chưa? Dọn sạch sẽ đi. Anh chơi xấu thế. Để tôi giúp cậu. Tôi có cách này để trả đũa rồi. Ái chà chà, kế hoạch của hai cô em là gì đây? Trông đáng nghi lắm đó. Anh biến chúng em thành tí hon đi à? Để làm gì? Nancy, Lucy, hai đứa này dám trốn làm việc nhà đấy. Ôi, Vicky vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn ở bên này, Lucy cũng nghịch ngợm không kém. Đáng đời, hai anh phải tự dọn dẹp sạch sẽ. Ai bán hết kẹo của mình cơ? Trời ơi, Lucy và Nancy sắp bị cuốn vào máy hút bụi rồi. Nguy hiểm quá. Hai con đã không dọn mà lại còn bày trò phá hả? Cháu xin lỗi ạ. Cậu cũng xin lỗi Nancy vì đã ăn kẹo của em ấy đi. Giờ dọn dẹp nhà cửa rồi cùng ăn nhé. Hãy luôn giữ vệ sinh nhà ở nha. Tuyệt nhất. Chúng ta nên tặng quà sinh nhật gì cho Becky nhỉ? Xin chào. Giường của tớ bị hỏng rồi. Làm giường mới cho Becky. Ý tưởng của Kat là gì đây ta? Không. Pando cho rằng chiếc giường lông vũ có thể khiến Piggy và Nancy bị dị ứng. Thế giờ làm giường kiểu gì đấy? Uầy, vậy chiếc giường siêu ngầu này sẽ là một ý tưởng tuyệt vời chứ? Không. Hả? Piggy sẽ rất thích ý tưởng này của tớ. Đồng ý. Bố ơi, để bố giúp các con. Nhìn này, bản thiết kế xong rồi đây. Các bạn có mong chờ món quà đặc biệt này không nào? Trông nó mang đậm đặc trưng của Piggy các bạn nhỉ? Quả là một ý tưởng đầy sáng tạo. Wow, tuyệt. Tớ thích lắm. Cảm ơn các con. Làm sao để khỏe hơn? Ôi nhìn kìa, Wolfoo và mẹ đang xem bát ngựa nâng tạ. Wow, tuyệt quá đi. Con biết tại sao bác ấy lại khỏe thế không? Bác ấy chắc khỏe khỏe từ khi sinh ra rồi à? Thật vậy ư? Hoặc bộ đồ cơ bắp kia có thể làm ta khỏe hơn à? Wow, mẹ sói có sẵn một bộ đồ cơ bắp cho Guppu luôn này. Nhưng ôi, có vẻ như bộ đồ không khiến Guppu khỏe hơn chút nào. Con cần phải ăn uống đầy đủ chất, tập luyện và nghỉ ngơi khoa học thì mới khỏe được. Chúng ta cùng xem Guppu sẽ thay đổi như thế nào đây. Hóa thân thành Minecraft. Ôi, tivi của nhà sói đã bị hỏng mất rồi. Sửa nó sẽ mất nhiều thời gian đấy. Ta có thể làm nhà Minecraft từ những chiếc hộp giấy kia. Vâng, ý tưởng hay quá. Cha cha, chúng ta cùng xem ngôi nhà Minecraft của hai anh em sẽ trông như thế nào đây. Wow. Wow, đẹp quá đi. Wow. Giỏi lắm hai con. Dạ vâng ạ. Wow. Anh Guppu. có ý tưởng gì nữa vậy? Được. Anh ấy làm gì mà lâu vậy ta? Ôi trời, sao lại có hai sinh vật phát nổ ở đây chứ? À, thì ra đó chính là Guppu và bố. Hai bố con dừng lại mau. Mẹ ơi, mẹ đừng giận bố và anh nữa. Anh Guppu và bố chỉ đang cố làm con vui thôi à. Jingle, jingle, jangle. Những em bé Noel. Sao trông Guppu bồn chồn thế nhỉ? Năm nào tớ cũng nhận quà Giáng sinh rất muộn. Alien à. Cậu thông cảm nhé Guppu ơi. Ông già Noel bận lắm. Không. Hãy đọc thật to câu thần chú rồi bỏ hộp quà đi nào. Jingle, jingle, jangle. Jingle, jingle, jangle. Wow. Bắt đầu nào. Cùng Guppu trải nghiệm một lần làm ông già Noel nào các bạn ơi. Bắt đầu, bắt đầu. Không ngờ rằng làm ông già Noel lại khó vậy. Đúng, ông già Noel cũng phải rèn luyện rất nhiều. Ở hành tinh Tuyết có một nơi chuyên đào tạo em bé để trở thành ông già Noel đấy. Tăng cao. Yeah. Jingle, jingle, jangle. Bắt đầu nào. Bây giờ chúng mình hãy cùng Guppu và Alien khám phá nơi đào tạo ông già Noel nhé. Bé con, nếu món quà to quá thì hãy đựng trong hộp lớn nhé. Các bạn thấy đấy, để trở thành ông già Noel cũng cần phải tập luyện rất vất vả. Christmas comes to town, sing with our friends now. Christmas comes to town, let's wah, wah, wah. Jingle, 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 ah. Jangle, 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 ah. Jingle, jangle, jingle, jingle, jangle. Ôi trời ơi. Cảm ơn ông. Búp bê vặn gót Lucy. Thật tuyệt vời, cậu đã làm được. Tất cả là nhờ có cậu đó. Ồ, đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Lucy đã đến chưa anh? Chúng em sắp biểu diễn rồi. Nhất định phải tập luyện thật chăm chỉ mới được. Xin lỗi Nancy. Guppu bảo rằng Lucy bị cảm lạnh nên em mới không thể. mình không thể biểu diễn cùng Nancy rồi. Oh. Ái chà, Guppu đã dùng búp bê bằng nước để thay thế Nancy. Xin chào, xin chào. Wow, tuyệt quá. Wow. 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 Mình tính ra em. Lucy. Không ai có thể thay thế Nancy hết. Nancy nói rằng nếu không có Lucy, em ấy sẽ không biểu diễn nữa. Phải làm sao để Nancy biểu diễn đây à? Vâng ạ. Wow. Hai anh em nhà sói có bất ngờ gì dành tặng Nancy đây? Wow. Búp bê vạn cát, cùng Nancy tham gia biểu diễn nhé. Trong này, dù rất mệt nhưng Lucy vẫn cố gắng dạy búp bê vặn cót nhảy để thay thế cậu ấy trong buổi biểu diễn. Đồng ý. Tình bạn của Nancy và Lucy thật tuyệt vời. Ôi, đã có chuyện gì xảy ra với mũi của Piggy vậy? Piggy có một chiếc mũi dài. Ai đã ăn hết bánh của tớ? Không phải tớ. Lại đây. Không, không cần phải kiểm tra, chắc chắn không phải tớ. Ơ kìa, rõ ràng miệng của Piggy dính đầy vụn bánh mà. Becky, nếu mà cậu nói dối, mũi của cậu sẽ dài ra, y hệt mũi của Pinocchio. Không thể nào. Cậu chưa làm xong bài tập à? Không, xong hết rồi. Tớ chỉ đang xem này thôi. Ô là trời, mũi của Piggy ngày một dài hơn. Đi đi. Cứu ơi. Và nhìn xem, chiếc mũi này đem đến bao phiền toái cho Piggy. Có chuyện gì thế, Piggy? Xin lỗi cậu, tớ chỉ đùa một chút thôi. Nhưng nói dối là không tốt nhé. Cứ nói dối. thì khi cậu nói thật sẽ không ai tin nữa. Tớ nói thật đấy Vicky. Hả? Piggy, cậu ăn bánh của tớ đúng không? Không phải tớ. Lần trước cậu đã nói dối, nên lần này tớ sẽ không tin cậu. Đúng đó. Các bạn thấy hậu quả của việc nói dối rồi chứ? Tớ nhớ rồi, tớ không nói dối nữa đâu. Guppu và 100 búp bê Guppu dây cót. Hai anh em đang chơi cảnh sát bắt kẻ trộm. Ôi, anh phải đi gặp Pando bây giờ. Không ạ, anh phải ở nhà với chúng em cơ. Wolfoo, chào Lucy. Ôi không, Lucy không muốn cho Guppu đi chơi với Pando. Anh nhớ ở yên đây, đợi chúng em đấy ạ. Wow, búp bê dây cót của Pando có thể biến thành Guppu. Đi nào. Ôi trời, để xem bây giờ Lucy sẽ làm gì đây. Ôi, anh Guppu đã dùng chúng để trốn đi. Mình phải đi tìm anh ấy. Ôi không. Có chuyện gì vậy? Bố đã hiểu rồi. Hai con đều muốn chơi trò của mình. Nhưng thay vì thế, sao hai con không thử kết hợp chúng lại? Vâng ạ. Người là ai? Người là ai? Này. Người này giả mạo Lucy sao? Dừng lại. Thế này là sao ạ? Anh Wolfoo? Các bạn ơi, cùng đi tìm câu trả lời với Lucy nha. Hôm nay em có hẹn tổ chức tiệc ngủ ở nhà Nancy. Anh ở nhà trông Jenny giúp em với. Được. Yeah. Chơi vui nhé. Mình hiểu cảm giác lúc này của Jenny. Thì ra hồi còn bé, Guppu cũng đã từng trải qua cảm giác này. Mình phải giúp em ấy. Nhưng ôi trời, hình nộm bằng bìa cắt tông không đánh lừa được Jenny đâu. Jenny. Chà, các bạn thấy Guppu hóa trang có giống Lucy không nào? Wolfoo cũng hết cách để dỗ dành Lucy rồi, nên là cậu ấy đành phải gọi sự trợ giúp từ Alien thôi. Wolfoo ơi! Alien! Chào cậu! Đừng lo lắng Wolfoo, tớ đang nghĩ ra cách. Bạn chơi cùng Jenny được không? Được chứ. Wow, robot này giống Lucy thật đấy. Dạ là vậy. Còn bây giờ tới lượt Jenny hoang mang vì bỗng nhiên có đến hai chị Lucy. Ôi không! Cứu với! Wolfoo giải cứu gia đình sắc màu. Em chào cô mèo ạ. Chào em. Đây là quyển sách học màu mới ra mắt đấy Wolfoo à. Em cũng là một nhân vật trong đó. Vâng ạ. Các bạn ơi, cùng Wolfoo khám phá nào. Trong này, robot đã hút hết màu sắc của gia đình nhà sói. Cứu với. Tôi màu đỏ. Tôi màu xanh lá. Em màu vàng ạ. Không biết Wolfoo đã chọn đúng màu sắc chưa nhỉ? Ôi không! Có vẻ cậu không biết nhiều lắm về màu sắc nhỉ? Phải rồi! Cho tôi biết về chúng đi! Hãy nghĩ về những bụi cây. Chúng có màu xanh lá. Xanh lá! Cậu biết mũ bảo hiểm của kỹ sư không? Chúng thường có màu vàng. Màu vàng! Tốt lắm! Còn bộ đồ của ông già Noel, chúng màu đỏ đấy. Màu đỏ! Wow! Quả là những kiến thức bổ ích. Màu đỏ! Màu vàng! Xanh lá! Ôi không! Lần này tới lượt Wolfoo bị robot hút hết màu sắc. Ôi không! Giờ Wolfoo biết phải chọn thùng màu nào đây? Cậu là xanh dương. Màu của quả Việt quất ý. Nhớ được những màu gì rồi nào? Băng chuyền em bé robot. Ôi, Jenny thật là dễ thương. không có em dễ thương như Jenny đây. Aha. Cậu tạo ra được tên em bé không? Được. Yeah. Ta-da. Wow. Các bạn nhìn kìa, Alien có thể tạo ra những em bé robot gần giống với Jenny. Tạm biệt, nhưng nào chúng ta cùng xem những em bé robot này có thực sự giống với Jenny không đây? Wow. Em bé robot này không giống với Jenny chút nào cả. Ôi không, tại sao lại như vậy nhỉ? Hả? Có chuyện gì vậy? Nhưng em bé robot này chẳng giống với Jenny chút nào ạ. Robot không thể giống con người vì chúng không có cảm xúc như chúng ta nhé các. Con đã hiểu rồi à. Chúng ta không cần robot Jenny nữa đâu. Chơi với Jenny thật vui hơn nhiều. Làm ơn đừng bỏ con. Con tập có tiến bộ đấy. Wow. Trông kìa, Wolfoo cũng muốn tập trống để được bố mẹ khen. Hooray! Oh. Ha. Wow. Ta-da. Oh. Nhưng ôi, việc tập trống của Wolfoo đang làm ảnh hưởng đến cả nhà. Muộn lắm rồi con, đi ngủ thôi nào Wolfoo. Sao mình không được khen vậy? Chả lẽ mình chơi chưa hay ư? Ôi trời, Wolfoo không định để cho ai ngủ ư? Nếu anh vẫn cứ tiếp tục làm ồn, em sẽ đi ạ. Không. Mẹ ơi, bố ơi. Ôi tuyệt, giờ thì mình chơi to thế nào cũng được. Không được rồi, Wolfoo đã bỏ lỡ một tin nhắn ở trên bàn. Các bạn tới. Ước gì có bố ở đây. Dừng lại! Hả? Cậu đánh gì thế? Con tưởng bố bỏ con chỉ vì con quá ồn ào à? Bố mẹ phải đưa Jenny và Lucy đến bệnh viện. Bố để lại tin nhắn mà. Nhưng đúng là con nên tập luyện khoa học hơn đấy.